Chương trình vẫn để chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Thôn Bản Lên Ơn năm 2022 đến đây là kết thúc. Hiện cho phép tôi thay mặt cho nhân dân của Lên Ơn xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân thôn của Lên Ơn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất, chúc ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn của Lên Ơn. Đứng đây là vỗ tay cái này. Tám mươi ký. Và cảm ơn buổi chia cũng như là...
Tháng không đâu. Không bữa cho liên tục nữa. Liên tục rồi. Không đi làm thôi. Không bữa cho liên tục rồi. Lê, mừng không phá công đấy nhỉ. Gió sẽ mòn cả những ngày, đôi chân trời vơi qua.